Hi, Hoàng xin chào cả nhà. Ở video này Hoàng sẽ giới thiệu cho các bạn thêm bốn cái tính năng được Hyundai trang bị thêm ở bản premium này nha các bạn. Tính năng thứ nhất là nhớ ghế lái. Tính năng thứ hai là hiển thị thông tin trên kính lái HUD. Tính năng thứ ba là ghế phụ chỉnh điện. Ghế phụ được chỉnh điện nha các bạn. Tính năng thứ tư là hàng ghế thứ nhất được trang bị thêm hệ thống sưởi và thông gió nha các bạn. Mời các bạn xem video nha. Giới thiệu bạn trước màn hình các bạn, đây là con Santa Fe 2.2 bản premium nha các bạn. Bản premium. Bạn sẽ đi sơ qua một phần bên ngoài nha các bạn. Bản premium nha các bạn. Phần đầu tiên Hoàng giới thiệu các bạn tính năng nhớ ghế lái. Tính năng nhớ ghế lái được trang bị trên Santa Fe bản premium nha các bạn. Đây giới thiệu các bạn, đây là ghế lái chỉnh điện 10 hướng nha các bạn. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Và tên cửa mình đã được trang bị thêm hệ thống nhớ ghế lái đây các bạn. Phần này là phần giả gỗ nha các bạn. Phần này, phần giả gỗ rất là đẹp. Kèm theo đó đây là hệ tính năng là nhớ ghế lái. Nhớ ghế lái nha các bạn, nhớ ghế lái. Đây mình được nhớ 2 lần. Xe nhớ 2 lần ghế lái nha các bạn. Mình reset đây, nó hiển thị ghế lái trên đây nha các bạn. Đây, vị trí số 1. Đó. Khi mình reset vị trí số 1 đó, thì xe nó sẽ nhớ cái vị trí này. Và tiếp theo khi một người thứ hai vào, họ sẽ chỉnh ghế sang vị trí thêm một vị trí nữa là vị trí thứ hai. Đó là có hai vị trí nhớ. Là khi ngược lại, khi lần sau mình quay lại, mình sẽ chỉ cần nhấn cái vị trí lúc đầu mình lại reset là như vị trí 1 là xe ghế nhá, sẽ tự động lùi về vị trí ban đầu mình nha các bạn. Đó. Đó. Đây là tính năng nhớ ghế lái nha các bạn, được tích hợp trên xe ở bản premium. Chào các bạn, cái tính năng tiếp theo là cái tính năng ở hàng ghế thứ nhất được trang bị thêm là sưởi và thông gió hàng ghế thứ nhất nha các bạn. Giới thiệu các bạn, đây là cái tính năng sưởi và thông gió ở hàng ghế thứ nhất nha các bạn, được tích hợp trên bản premium. Ngoài ra nó còn có tích thêm một tính năng nữa là mình sưởi vô lăng các bạn, sưởi vô lăng. Đây Hoàng đang thông gió. Hoàng đang thông gió hàng ghế thứ nhất đây các bạn. Rất là mát. Bạn thấy không? Giúp mình thoáng cái lưng, mát cái lưng nha các bạn.
có cái lưng mát lưng. Nó là thêm một tính năng nữa. À, và đây là tính năng thứ ba nha các bạn, ghế phụ mình được trang bị thêm là chỉnh điện nha các bạn, chỉnh điện. Đây là tính năng thứ ba nha các bạn. Và tính năng cực kỳ hấp dẫn là hiển thị thông tin trên kính lái đây nha các bạn, hiển thị thông tin trên kính lái. Chào bạn nha, trước màn hình bạn đây là cái thông tin nó hiển thị trên kính lái, hiển thị trên kính lái mình đây các bạn thấy không, cái số 0 km đây đó, hiển thị kính lái mình xảy ra ở có ở phiên bản Santa Fe bản cao cấp nha các bạn đó. Thấy cái gì vậy? Thấy cái này kính lái à? Hiện kính lái nè. Ủa hiện đó hả? Trên đây nè. Chỉ người lái mới thấy thôi. Người lái thấy đứng đó thôi. Dạ. Chứ còn mình ngồi mình đâu thấy. Dùm coi. Đâu có thấy gì không? Premium là màu nâu nha các bạn, màu nâu. Và bản ở bản đặc biệt thì nó là màu đen nha các bạn. Chào tất cả các bạn, thấy là bạn đã review xong 4 cái tính năng nổi trội được trang bị thêm ở phiên bản premium nha các bạn. Bạn hy vọng quý vị và tất cả bạn có sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.